Hôm trước mà Ngọc Ánh quay cái căn nhà bên phường Đồng Mai, quận Hà Đông ấy, với diện tích 46 m², rất là nhiều khách hàng quan tâm. Tuy nhiên, với cái giá 2 tỷ 550 và 2 tỷ 650 thì có cao hơn một chút. Và có một số khách hàng hỏi là: em ơi, có cái căn nào diện tích rộng, xây độc lập như thế mà giá rẻ hơn không? Thì quay lên và giới thiệu trên kênh nhá. Thì trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị với cái căn nhà này đúng như quý vị mong muốn: giá rẻ, diện tích rộng, vị trí đi lại thuận tiện, sổ đỏ chuẩn chỉnh với thông số nhà như sau. Đây, Ngọc Ánh đang cầm trên tay hình ảnh của cái sổ và sẽ đọc đúng thông số nhà của sổ cho quý vị xem. Với cái căn nhà này, hướng nhà là hướng đông nam, mặt tiền của ngôi nhà 3m83, mặt hậu của ngôi nhà 3m94 và chiều dài của ngôi nhà 13m6. Và với cái thiết kế căn nhà này thì chỉ còn một chút cái phần dọn dẹp nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Sổ đỏ trao tay, đường ngõ thực tế trước nhà. Với cái căn nhà này thì ô tô nhỏ như taxi có thể lùi vào tận cửa. Tuy nhiên, nó chỉ vướng một chút ở cái đầu, nó có một cái cột điện đi vào. Còn không thì đường ngõ thực tế trước nhà đây vô cùng là thoáng nha quý vị. Đây, nếu như để mà nói tính ngõ trước nhà của căn nhà này thì nó sẽ rơi khoảng tầm 4m, 4m rưỡi. Còn đâu thì cái ngõ vào nó hơi nhỏ một chút. Và căn nhà này thì thiết kế ra sao, giá bán như thế nào, mời mọi người đừng rời mắt khỏi video để Ngọc Ánh có thể quay và review cụ thể chi tiết nhất cho quý vị nhá. Với phần mặt tiền của ngôi nhà, Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi. Căn nhà này chủ nhà thiết kế cho mình một cái cổng riêng nhỏ nhắn như thế này. Và đây là cái phần để xe nha mọi người. Đây, cổng sắt riêng. Review cho quý vị. Cổng sắt riêng này. Đấy, diện tích rộng nó có một cái điểm ưu ái là thiết kế rất là mở được. Nó không như 30m, 35m thì thiết kế nó không thể nào được cổng riêng như thế này. Nhưng với cái căn nhà gọi là gần 53m như thế này thì đây là cái phần sân cổng riêng, sổ đỏ chuẩn chỉnh, không lỗi bất kỳ một cái phong thủy nào. Vị trí của cái ngôi nhà này thì hiện tại nó thuộc Đại Thành Quốc Oai, giáp với lại địa phận Hoài Đức và Yên Nghĩa, gần với trạm bơm Yên Nghĩa, gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica. Tính từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới trường đại học Phenica thì nó khoảng tầm 10 phút đi xe máy thôi quý vị nhé. Và đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Diện tích rộng cho nên thiết kế rất chi là thoáng. Với cái phần tầng 1, thiết kế phần để xe riêng này, phòng khách riêng, phòng bếp riêng. Đây là phần phòng khách Ngọc Ánh đang đứng ở đây. Đấy, nó còn một chút về cái phần hoàn thiện nữa. Tuy nhiên nếu như mà không quay tại thời điểm này cho quý vị thì cũng có thể là sẽ không có cơ hội quay nữa. Bởi vì ở những cái căn nhà như thế này, ở cái giá bán của ngôi nhà này 2 tỷ 150 triệu nữa thì sẽ bán rất là nhanh. Bởi vì giá nó rất là rẻ quý vị ạ. So với một cái ngôi nhà được thiết kế xây dựng độc lập ở bên Hà Đông ấy, mà cái diện tích như thế này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 tỷ 6 đến 2 tỷ 7. Đấy là ở cũng trong ngõ ngách mọi người nhá. Đấy, còn ở cái địa phận này thì nó giáp với Hoài Đức. Và nếu như quý vị hỏi rằng là cái cung đường nào đến đây là gần nhất thì quý vị có thể đi theo trục đường cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài đi đến trạm bơm Yên Nghĩa và đi qua cái địa phận Đồng Nhân Đông La là đến với địa phận Đại Thành rồi. Nghe Quốc Oai thì nó vô cùng là rộng, nhưng mà với cái địa phận này thì nó giáp với lại Hoài Đức quý vị nhé. Đây là phần phòng khách rồi, mời quý vị theo em và không gian phòng bếp. Với cái phần phòng bếp, thiết kế cũng chỉnh chu, cho quý vị đầy đủ tủ bếp, chân thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, lắp đặt cho quý vị xong hết. Phần không gian phòng bếp rất là rộng. Với cái căn nhà này, cửa sổ mở ra gần như là hai bên, rất là thoáng. Tủ bếp thiết kế đầy đủ chỉnh chu, hồ sơ điện nước riêng cho quý vị rồi. Với cái căn nhà này còn cái phần dọn dẹp nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở thôi. Đây, một phòng vệ sinh sử dụng cho phía tầng 1 của ngôi nhà. Một cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa rất là hợp lý mọi người nhá. Đấy, cơ bản là phòng bếp, phòng khách đều rất là rộng. Cầu thang đi lên thiết kế ở giữa. Đây, cổ trụ tay vịn cầu thang thiết kế ở đây hoàn toàn là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Và với cái không gian cầu thang đi lên thì rất là rộng mọi người ạ. Với cái cầu thang này đi lên nó khoảng tầm 1m2, 1m3. Đây, siêu rộng cho quý vị. Đấy, diện tích rộng cho nên cái ngôi nhà này thiết kế vô cùng hợp lý. 52,8m² thì Ngọc Ánh cứ gọi là 53m quý vị nhá. Còn thực tế trên sổ là 52,8 thôi. Sổ đỏ chuẩn chỉnh. Và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ, thiết kế cho mình hai phòng ngủ rất là rộng. Đây là phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ.
Căn nhà này hướng nhà là hướng đông nam, cho nên cái hướng của nó cũng rất nhiều người thích. Hướng đông thì mùa hè thì mát, là mùa đông thì ấm mọi người ạ. Đấy. Nói chung là có như thế nào, Ngọc Ánh quay review cho quý vị cụ thể chi tiết với hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, cửa sổ rất là rộng, thiết kế hai lớp thẩm mỹ và an toàn cho quý vị đây. Này, cửa sổ siêu rộng nhá. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Vân gỗ cho quý vị. Đấy. Ánh sáng tự nhiên ngập tràn. Xây độc lập, đường ngõ sân trước nhà tương đối rộng, thoải mái. Phía trước thì là vườn cây, cho nên cái nhà này còn rất là thoáng quý vị ạ. Đấy. Toàn bộ cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái căn nhà này thì cầu thang giữa, thiết kế phòng vệ sinh ở giữa, sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ đây. Đầy đủ bồn cầu, sen cây tắm, lavabo cho quý vị. Đấy. Đây là cái phòng ngủ ở phía bên ngoài rồi. Mời quý vị theo em vào khám phá phòng ngủ ở phía bên trong. Phòng ngủ bên trong này cũng vậy, rất là rộng. Với cái căn nhà này, mặt tiền, mặt hậu, nói chung là căn nhà này còn nở hậu một chút. Và nó không đây rất là vuông vắn mọi người nhé, để dễ dàng kê đồ nội thất cho quý vị. Đó, còn một phần nước sơn còn lại này, và phần dọn dẹp vệ sinh là căn nhà này có thể bàn giao nhà cho khách mới tinh luôn. Và mời quý vị theo anh lên khám phá tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế tối ưu công năng cho quý vị. Với cái phần thiết kế tầng 3 tương đối là hợp lý, tương đối ổn mọi người ạ. Với tầng 3 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ này, một phòng vệ sinh, một phòng thờ, một sân phơi. Đây là phần phòng ngủ quý vị nhé. Đây. Phòng ngủ rất là rộng, phòng ngủ này nó phải được tầm 15m. Đấy. Hiện tại thì ánh sáng rất là tự nhiên, Ngọc Ánh đang không bật điện đâu mọi người ạ. Và chất lượng thì quý vị có thể nhìn thực tế qua video. Và với cái căn nhà này thì nó chỉ có một căn duy nhất với cái thiết kế xây độc lập mà giá nó như thế này thôi. Phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3 với cái căn nhà này như vậy. 3 tầng, 53m², thiết kế 3 phòng ngủ riêng, rất là thoáng. Đây là phần phòng thờ. Không gian phòng thờ. Đấy. Tất cả ở các phần cầu thang đi lên đều có cửa sổ ô thoáng. Phần còn lại là phần sân phơi ạ. Đây, sân phơi cho quý vị sử dụng. Chắc hẳn là quý vị sẽ hỏi rằng là xung quanh dân cư có đông đúc không? Thì mọi người có thể nhìn thực tế xung quanh đây. Dân cư đông đúc. Nhà nào cũng nhà cao, cửa rộng, rất là thoáng. Và nhà này cũng vậy, diện tích 53m, xây 3 tầng. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin về cái căn nhà 2 tỷ 150 triệu này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.